my friend, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Rất vui được gặp lại các bạn trong clip ngày hôm nay. Ở clip trước mình có gì với các bạn? Ba con rồng mạnh mẽ nhất trong Master 1 chúng ta. Hôm nay mình sẽ giảm lên một con rồng các bạn ạ. Mình dùng hai con rồng luôn. Quynh đảo cái Master 1 này, thực sự luôn cái Master 1 này nó bụp hẹ dream. Không những Master 1 này mà mùa này nó bút hệ Dream ấy. Mà nó lại không cấm những cái hệ mà con rồng Asset Dirt cũng như 2 Asset Dirt luôn ấy. Thực sự luôn nó rất là bá các bạn ạ. Cực kỳ là bá luôn. Hôm nay mình sẽ sử dụng hai con 2 Asset Dirt để có thể quậy danh Master 1 cho bạn xem thấy sức mạnh. Chỉ dùng hai con rồng thôi nhá. Mình chỉ dùng hai con rồng để có thể cân được ba con rồng xem đối thủ, xem là sức mạnh của nó sẽ như nào. Và đặc biệt hơn nữa là mình sẽ không búp tháp các bạn ạ. Không hề búp tháp nhưng mà là nó mạnh rồi. Bạn xem clip trước thì bạn có thể cảm nhận cái sức mạnh của nó sẽ như thế nào, đúng không? Hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy được sức mạnh của nó còn đáng sợ hơn khi mà nó chỉ có hai con rồng thôi. Thì cái skill Dream nó được búp 50% máu được tăng cũng như lượng sát thương. Và hơn thế nữa là cái lượng máu hồi cho nó cực kỳ khủng khiếp các bạn ạ. Các bạn hãy đón xem clip của mình đến cuối nha. Bạn đừng quên để lại cho mình một nút like, share, nút subscribe kênh để giúp mình có động lực làm nhiều video hay hơn nữa. Ok, không lan man nữa thì mình sẽ quẩy luôn.